Với thủ đoạn giả danh là nhân viên an ninh sân bay, đối tượng Đỗ Thị Thúy Châu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã lừa đảo hàng chục người bằng cách hứa chạy việc vào sân bay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng chỉ dùng vào việc tiêu xài cá nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Và với hành vi này, ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Châu ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào năm 2009, Châu thua lỗ từ việc kinh doanh bất động sản nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thực hiện kế hoạch, đối tượng đã tìm mua một bộ đồng phục màu xanh có logo trang bị cho nhân viên an ninh trung tâm hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Châu gặp ai cũng xưng là nhân viên an ninh sân bay. Nhiều người tin tưởng đã đưa tiền cho Châu để nhờ chạy việc vào sân bay Tân Sơn Nhất. Phí mỗi lần chạy việc là từ 2.000 đô la Mỹ đến 5.000 đô la Mỹ tùy vị trí. Ngoài ra, Châu còn lôi kéo một số người góp tiền mua nhà để kinh doanh, mua giúp căn hộ chung cư với giá rẻ. Tính từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 12 năm 2013, Châu đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 26 người với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Sau sự việc, Châu đã tự nguyện trả lại số tiền gần 1,5 tỷ đồng cho các nạn nhân, số còn lại không khắc phục được.